thấy rõ Dạ. không? Ok, nguồn thì cảm xúc này. Đấy, xin chào các bạn, đây là cái LK 57 nhé. Giao cho một bạn sinh viên học mầm non. Như các bạn cầm vài triệu cái này là ok rồi. Đấy, đây là tắt tắt khi tắt như thế này ha. Kéo xuống này, bật nguồn này, mở nguồn này, giữ lại 2 giây này. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho em và các bạn luôn nha. Đây là Norman, ta đánh Pino. Đấy, kéo cái phên fader này đây ha. Các bạn có thể tắt đèn này, em tắt đèn này ha. Tắt tốt được luôn, nhưng mà không nên tắt. Tắt tốt rồi đánh nhẹ nó cũng kêu vậy. Mà đánh mạnh nó cũng kêu vậy. Đấy ha. Không nên tắt nha. Đó, bật đèn lên nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói em sẽ hỏi là cái phần lấy nhịp 1 2 3 4 đó, tức là metronome á. Ở đây em sẽ thấy nó chạy này. Thấy không? 1 2 3 4 hoặc đây này, nhìn đây này. Nhìn thấy cái beat ở đây. Đấy ha. Thấy không? 3 4 beat này, nó beat tức là nhịp, beat tức là nhịp. Thì các bạn với là các em mầm non thì chỉ cần là lấy điệu, lấy tiếng thôi. Ví dụ đây là em kéo lên. Đây bình thường đấy, nhưng em kéo một nấc này, hai nấc này. Đó, đó là finger style. Đấy ha. Đấy ha. Đây là hợp âm. Sao nó lại sáng cái đèn đấy? Đến đây nó sẽ dạy cho hợp âm đây này luôn. Đấy, mọi người thấy ví dụ đô trưởng đây. Nó sẽ gọi là đồ mi son. Đồ mi son đây. Rê thứ, mi thứ, pha thứ. Mình có thể nhìn vào đây hoặc nhìn vào đây. Đó. Lấy điệu thì là nhấn vào cái rhythm. Đó, thấy không? Rhythm đây ạ. Đó, rồi mọi người nhìn vào đây này. Ví dụ như chúng ta cần Latin là 70 chẳng hạn. 70. Đó, chúng ta có bossa nova. Rồi bây giờ làm sao cho nó chạy? Nhấn đây. Đó. Nhấn đụng vô là chạy này. Khi đôi môi con đó mộng. Đấy, bạn to lên. Anh muốn nói tiếng yêu em. Đó. Khi con tim con trong người thở. Đấy, ví dụ điều khúc lại gần hơn anh. Đổi đây là đổi phiêu ha. Đổi phiêu 1. Hoặc mọi người có thể nhấn intro sẵn đây. Xây sẵn nó có cái intro đây ha. Đó, thì nó có thể chạy intro sẵn cho mọi người luôn. Đó, kiểu kiểu ấy. Chọn voice thì như thế nào? Chọn voice thì mình sẽ nhấn vào cái tone. Tone đấy. Tone đấy. Tone là voice đấy. Giọng ấy. Ví dụ như chúng ta cần saxo hay là cần gì đấy thì sẽ tra bên này. Đấy, organ để saxophone, bass, rồi cello, brass chẳng hạn ha. Nó là 58 à. 58 này. Hoặc là 058. Đó, tuba này, đó, brass này ha. Đó. Thế để nó nhanh quá thì làm sao? Thì chúng ta vặn chậm đây. Đó. Đó, nó sẽ hiện thị đây ạ, ha, ở góc này ạ. Đấy. Thì khi mình đánh nó sẽ có accord đây luôn ha. Đấy, accord tức là hợp âm ạ, nó sẽ hiển thị ngay góc này ha. Rồi có thể cắm ra loa lớn ở sau này luôn. Đấy, nếu mà học piano thì nó có cả cái phần sustain cắm được cái pedal. Mà em chắc là chưa cần đâu. Nếu mà cần thì cứ alo mình. Ở đây là chúng ta có cả cái phần bài hát sẵn đây luôn ha. Song, play đây, đó nó chạy ha. Play 2, em biết bao nhiêu bài thì em có thể học theo nó. Đây, My Head Google On chỉ là chẳng hạn. Thí dụ một bài đi ha. Nó chạy đó. Ở đây mình có thể quan đình sẽ nhấn là bắt đầu đây. Đó ha. Thì nó sẽ dạy cho mình thế này. Đặt hợp âm lên đó. 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 Đó ha. Nhanh quá thì làm chậm đi. Đó. Đó, đó gọi là nó dạy cho mình học, giống như mấy cái Sinferia ở trên YouTube ấy. Đấy, ok, rất là dễ vậy thôi. Rồi em nói là thế thì người chưa thầy dạy cho những cái kiểu mà trên pot này đàn này có không? Chúng ta có luôn đây ha. Đấy, ví dụ đây. Tăng lên ha, nhấn vào cộng, tăng lên cao hơn. Đó, này ha. Rất là đơn giản, chứ không có cái gì khó. Nói là chỉ có vậy thôi. Khi chơi xong em có thể kéo nó về hết. Tập luyện ngón hoặc là chơi piano. Giữ lại đây 2 giây, tắt nguồn. Cảm ơn. Anh tỉnh sẵn em cái tiếng piano. Chưa tự có sẵn, bật máy lên này. Là mình học, các bạn thấy mấy bạn học mầm non thực mình nói thật là không có cần gì nhiều đâu. Các bạn chỉ cần là có ngón và có tút là được. Tút tức là cái độ cảm nhận của nó đấy. Đấy, đấy ha. Khi mà em không có thấy những piano, em nhấn cộng trừ một lúc ở đây cũng được nữa, nó sẽ về. Đó, là có sẵn tiếng piano. Còn muốn đẩy organ thì đẩy lên đây. Nhịp điệu thì thế này, 1,
2, 3, 4 đấy. Đô, đô, son, son. Đó ha. Đấy. Cái này mình sẽ tập làm quen từ từ ha. Có những cái layer. Tất cả layer tức là em có thể chỉnh là làm sao mà để mà nó có thêm một tiếng đi khác nữa. Đó, piano kèm string hoặc là bất cứ cái kiểu gì ha. Slide chỉ chia đôi bàn phím cái này thôi, chính sao đi. Đây này, đây là lesson để mình học, học bài đây. Cái đó em tìm hiểu sau. Ví dụ như có thể đánh tay phải cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Đấy, ví dụ như easy mode thì nó sẽ là như vậy. Dễ đó. Đó. Không. Nó nói là mình chỉ cần đánh như vậy thôi. Đó, đánh cái này. Đấy, học dễ. Nó bảo đánh hai lần à. Giống như chơi game vậy đó. Đó, nó nói vậy đó. Còn nít cũng chơi được. Thế này là em dạy mầm non thì bọn em thật chỉ cần như vậy thôi. À, còn nếu mà thật sự mà cần những cái mà cao cấp hơn khoảng tài chính của em khoảng 5-7 triệu là quá dư rồi, đứng mua 20-30 triệu. Mình nói như vậy là thật đấy. Nó nói mọi người xem đây luôn. Sau này mình up video YouTube để mọi người xem, mọi người hiểu luôn nữa. Chứ không là cứ thuốc anh em lấy đàn nhiều tiền thì không cần thiết. Tại vì như anh chị chơi ở nhà hoặc các con mầm non thì những cây này cho học sinh đánh thoải mái luôn. Đừng cứ lấy cây không có tốt là được. Mà nó dở quá, có nghĩa là không có tốt. Em giải thích lại lần nữa là nó không có tốt là khi mà anh chị em đánh, các bạn đánh là nó to nó cũng vậy đấy ha, nó to nó cũng vậy. Lấy lại cái nhớ nha, muốn chọn tiếng á thì chọn tân cộng vào đây ha, nó là vậy đó. Đánh nhẹ nó cũng vậy mà đánh mạnh nó cũng vậy ha. Đấy. Nó nhẹ này đây. Mạnh này đó đó. Còn đây là cái chạm là nó kêu nó có rầm đó. Cho nên là kiếm cái đàn phải có cái độ cảm nhận tốt thì nó hay hơn. Em có thể cắm phone vào để tập không có ảnh hưởng các bạn, hoặc là cắm vào loa ra chơi sân khấu sau này ha. Sau này có. Còn em làm studio thì nó có cả cái jack của MIDI in out nữa. Cái đó nó hơi cao cấp tí. Cái là mình chạy đánh như một cái đàn MIDI đánh lên máy tính luôn. Nó có thể nói nghe nó hơi loáng quáng tí, nhưng mà cái đó là chuyên môn sau. Nói để bạn nào mà cần tìm hiểu thì thêm. Ok. Quá tuyệt vời cho cái đàn này. Cảm ơn em nhé. Ok, anh xin phép không có quay mặt. Ok, nhiều khi các bạn ngại á. Ok.